nhắc đến Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương, người ta sẽ nghĩ ngay đến cặp Dương Quá Tiểu Long Nữ đẹp từ trong phim ra đời thực. Chàng là tài tử hàng đầu Singapore, còn đang được ví như quốc bảo nhan sắc. Họ bén duyên khi cùng đóng Thần Điêu Đại Hiệp và gắn bó bên nhau suốt hơn 20 năm qua. Ở thời điểm hiện tại, Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương vẫn là một trong những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng và hạnh phúc nhất nhì làng giải trí châu Á. Cả hai không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng, nhân cách mà còn vì mối tình bền bỉ, lãng mạn không khác gì những trang tiểu thuyết ngôn tình. Định mệnh có lẽ là hai từ phù hợp nhất để mô tả tình yêu giữa Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương. Họ sinh ra như để dành cho nhau, bởi hiếm có cặp diễn viên nào lại kết đôi trên màn ảnh nhiều đến thế. Cả hai đã đóng cặp trong 6 bộ phim, cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cho đến khi thực sự bước đến bên nhau. Ít người biết, ngay từ giây phút đầu chạm mặt Phạm Văn Phương trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Minh Thuận đã rung động trước cô đồng nghiệp xinh đẹp, duyên dáng. Thế nhưng anh chẳng dám thổ lộ vì khi ấy cô đã có bạn trai. Chỉ đến khi Phạm Văn Phương và bạn trai lâu năm chia tay, Lý Minh Thuận mới dám tiến lại gần cô. Anh lấy hết dũng khí để thổ lộ tình ý, nhưng lại bị người trong mộng từ chối với lý do cô không còn niềm tin vào tình yêu. Tuy vậy, chàng Dương Quá vẫn không bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn theo đuổi nàng tiểu long nữ của lòng mình bằng cách luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô và cả những người thân trong gia đình cô. Cuối cùng, tấm chân tình của Lý Minh Thuận đã làm trái tim Phạm Văn Phương rung động. Cô chấp nhận ở bên anh, một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Sau khi hẹn hò với Lý Minh Thuận, sự nghiệp của Phạm Văn Phương lên như diều gặp gió. Cô không chỉ nổi tiếng tại Singapore, mà còn được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á. Nhưng đây lại là rào cản vô hình, khiến tình yêu của cặp đôi gặp sóng gió. Việc ở bên một cô gái quá thông minh, tài năng và nổi tiếng như Phạm Văn Phương mang lại áp lực lớn cho Lý Minh Thuận. Trong lúc không tỉnh táo, anh đã uống rượu say và vô tình gây tai nạn nghiêm trọng. Ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp sau đó phải ngồi tù 4 tuần, bị tước giấy phép lái xe trong 3 năm và nộp phạt 4.500 đô Singapore. Đối diện với án phạt nặng, sự chỉ trích của dư luận và nguy cơ tiêu tan sự nghiệp, Lý Minh Thuận vô cùng hối hận. Nam tài tử từng nghĩ tới chuyện chia tay Phạm Văn Phương để không trói buộc cô. Thế nhưng vào lúc Lý Minh Thuận suy sụp nhất, Phạm Văn Phương đã không buông tay, cô quyết gắn bó bên người yêu cùng anh sửa chữa những sai lầm và từng bước gây dựng lại sự nghiệp. Trải qua rất nhiều thử thách, sóng gió, cặp đôi cuối cùng đã tìm được hạnh phúc. Họ chính thức về chung một nhà vào năm 2009 bằng một đám cưới lãng mạn, ấm áp và nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người. Sau 13 năm kết hôn, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn rất hạnh phúc, bền chặt. Khác với những ồn ào, thị phi của các cuộc tình trong làng giải trí, cặp đôi chưa bao giờ vướng tin đồn rạn nứt. Không khó để bắt gặp hình ảnh vợ chồng Lý Minh Thuận tình tứ sánh đôi trong các sự kiện, hoặc tay trong tay đi du lịch. Cuộc sống hôn nhân của cả hai ngọt ngào và viên mãn đến độ trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều cặp sao châu Á hướng tới. Họ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui tươi, ấm áp trên trang cá nhân. 5 năm sau đám cưới, Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương chào đón con trai đầu lòng. Gia đình nhỏ của cặp đôi vì thế mà càng thêm rộn ràng tiếng cười. Sau khi sinh con, nàng tiểu long nữ dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz. Cô chỉ đóng quảng cáo và tham dự một số sự kiện. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đi làm từ thiện hay có mặt trong những hoạt động dành cho người cao tuổi và trẻ em tại quê hương. Trong khi đó, Lý Minh Thuận ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Anh thuận lợi phát triển ở Trung Quốc, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Khi nói về những thành công của mình, ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp cho rằng có sự đóng góp rất lớn của bà xã. Tôi biết cô ấy đã hy sinh nhiều như thế nào sau khi có con, chắc chắn sự hy sinh đó nhiều hơn tôi. Bà xã tôi rất yêu diễn xuất nhưng vì con trai của chúng tôi, cô ấy gác lại đam mê để toàn tâm toàn ý với thiên chức làm mẹ. Giúp tôi yên tâm tập trung vào công việc đóng phim, nam tài tử xúc động tâm sự. Về phần Phạm Văn Phương, khi được hỏi làm thế nào để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô thổ lộ. Dù cả hai đã làm bạn và kết hôn, Lý Minh Thuận vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng, mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ nhiều điều khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống. Hơn 20 năm gắn bó, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương giờ đây đã bước qua tuổi 50, tóc anh đã ngả màu hoa râm, còn gương mặt cô cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Thế nhưng tuổi tác không làm tình yêu của họ nguội lạnh. Ngược lại, cả hai vẫn nồng nàn như thời còn son trẻ. Giống như lời Lý Minh Thuận từng nói, chúng ta vẫn luôn tính xem đã ở bên nhau bao năm. Nhưng có lẽ, giờ không cần phải tính nữa, bởi đó sẽ là mãi mãi.